Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi thăm một chỗ nhà di động mà những người Mỹ, thường thường là những người di dân hoặc là những người lớn tuổi không có tiền nhiều thì họ ở đây. Đây là những căn nhà di động mà mình không phải là chủ của miếng đất, phải trả tiền thuê thôi. Thì những căn nhà di động này nhỏ nhỏ, hai phòng ngủ, hai phòng tắm, phòng khách, phòng nhà bếp, thì họ cũng trang rất là sạch sẽ. Giá mua từ 3.000 đồng cho tới 5.000 đồng. Khi mình đi tới thăm này thì là tới thăm khu này là phần đông là có những người họ đi về hay là họ đi làm chỗ nào, thành ra không có ai ở nhà hết. Mà cũng để xe ở đây thì cũng nhà cũng là có khu vườn nhỏ nhỏ, cũng khang trang. Thì nếu bạn bỏ ra bạn mua thì nếu 3.000 đô thì phải sửa sang lại chút, phải lót thảm ở trong lại hoặc là sửa sang tủ nhà bếp. Còn nếu mà trả 5.000 thì là rất là gọn ghẽ. Phần đông những người này là như mình thấy là người Mexican hay là những người ở các đảo không có tiền nhiều thì họ mua nhà như vậy, họ ở, họ trả tiền mướn một tháng là 300 đô. Là 300 đô là tiền nước chứ không phải tiền điện. Tiền điện là tự người ta phải trả. Thì mỗi nhà nó có công tơ điện của họ. Thế cũng khang trang, cũng có vườn trước vườn sau, trồng bông, có cái nhà để xe, có ở đây thì họ có người thì họ không để xe, có người thì họ để xe. Người họ chỉ làm lưới lại để họ ngồi chơi. Đây là những cái này, những cái nhà mobile hôm nay rất là nhỏ ha bạn. Thì mình vô, mình bước vô này là anh này là anh đang sửa, mới mua, anh mua 4.000 đô anh sửa lại. Đây là cũng là một giải pháp. Nếu mới qua Mỹ mà không muốn xài tiền nhiều, mà gia đình không có đông, thì có thể mướn ở đây. Nhưng chị này là chị không biết nói tiếng Anh, mình hỏi tiếng Việt chị tiếng Anh chị không biết nói, chỉ là người ở đảo nào đó, Guatemala hay đâu đó mà chị không có biết nói tiếng Mỹ. Thì chị cũng trồng cây cảnh, rồi chị cũng sơn sửa chỗ trong sân, sơn là cho đẹp ha. Chị nói với mình là cái nhà bên kia nó bán là bán 5.000 đô. Thì mình tới coi căn nào bán 5.000 đô. Chị nói là không phải căn này, căn kế bên nữa thì bán 5.000 đô. Rồi mình tới chút xíu nữa đó, thì mình mà sao kế bên căn này không có cái căn nào hết, thì chắc là chị nói chắc là căn này là 5.000 đô. Cái này là cái nền nè bạn, tức là có một cái nhà người ta gỡ đi rồi, còn lại cái đất nền thì người mới tới thì họ sẽ để lên cái để cái nhà lên cái nền. Còn phía bên này là chỗ đi đậu xe, nên cái nền của cái nhà nó vậy đó. Thì dưới nhà nó là cái bánh xe, rồi người ta lấy cái miếng, lấy những cái miếng dán, những miếng che, ta che bánh xe đi nè, không thấy bánh xe. Những cái nhà này đó là khi nào bão tới đó bạn, là cái nước bão thổi là phải là nó sẽ sập hết. Nó chỉ cất rất là không có dính với đất nữa, cái rồi cái gì đồ bằng bằng đồ nhẹ nhàng lắm.
những cái đồ để cất cái này đó nhẹ nhàng lắm. Thành ra gió mà thổi mạnh bão mạnh là cũng là không còn nữa. Cái khu này là khu người Mỹ, nó là những người nghèo đó bạn, thì ở cũng được, cũng sạch sẽ, mình không có vô coi bên trong được tại người ta đâu cho vô coi bên trong, nhưng mình nghĩ là chắc họ cũng dọn dẹp sạch sẽ. Chuyện nội thất là ăn thua mình thôi, mình vô mình sửa sang lại thôi. Người ta cũng sơn đẹp, nó cũng sơn sửa đẹp. Thì từ từ mình sẽ tới là hoặc là họ mua những cái này 3-4 ngàn rồi họ trả tiền, họ đặt nó trên nền. Mà thường thường mấy ngày nó cũ rồi á là không có kéo đi được, còn mới mới chút có còn kéo được, còn mà cũ quá kéo đi thì nó sẽ rơi ra từng mảnh. Mà người ta ở lâu á bạn, người ta che lên miếng chợ, họ che lên thêm mái nè, nếu họ không có ý định đi đó thì họ che thêm cái mái để có chỗ ngồi, để có chỗ để xe. Nên cái này phía ngoài là cái này dựng thêm đó bạn, mobile home nó đi tới đây rồi người ta dựng thêm cái ngói, cái dãy bằng tôn để cho nó có chỗ ngồi, cái cửa sổ nó vậy. Họ tráng thổi cái chỗ đậu xe đó mà, cái họ cũng tráng nền lên cho đẹp nè, thế họ không có để đất, rồi họ kéo mấy cái máy ra, rồi cái họ dựng thêm cái dách bằng gỗ đó, dách bằng cái gỗ để mà đây là cái này sao để cho có chút chỗ để đậu xe đỡ đỡ gió nè, họ làm thêm mấy cái này nè. Bên này cũng vậy ha, cái mobile home họ kéo ra chút để họ là có chỗ. Mình vô nhà người này, ông này anh mới mua, anh đang sửa lại hết, anh kéo hết dách gì ở trong đó, anh làm lại hết cửa, anh làm lại hết, mà cũng anh không có biết nói tiếng Mỹ nhiều, nghĩa là cái này là người Mexico hay là người ở đảo đó. Anh làm lại hết theo cái dách, làm dịch lại dách mới nè. Sửa lại nền ha. Gắn lại cửa. Còn bây giờ có người thì họ mua cái xe như vậy. Thì những xe như vậy thì có xe nó đi được tại nó còn bánh xe. Có khi là có những khi công nhân họ làm cái công trường, rồi hết công trường rồi họ phải đi kiếm công trường khác, nhà công trường xây dựng đó. Hết công trường xây dựng thì họ đi công trường khác, thì là họ kiếm mấy cái nhà như vậy. Cái xe mà kéo đi được, có xe thì tự mình lái đi được, cái này tự mình lái được, có xe phải kéo, cái này thì phải kéo nè ha, thấy không? Thì kéo tới, có xe hơi được kéo tới đâu thì ở đó. Thì mấy cái này rẻ lắm, mà nếu mua cũ là rẻ lắm, thường người ta xài cũ rồi người ta bán lại rẻ lắm, còn nếu mua mới thì nó mắc. Cái này là cái nền để đậu xe vô nè ha. Ở Mỹ cũng như ở chỗ khác, có công ăn việc làm thì có tiền. Cái này là chỗ để gắn xe, để gắn cái điện vô, rồi cái này là để gắn nước thải ra, điện với ống nước ha. Thì nếu mà có công ăn việc làm thì có nhà, không có việc làm thì không có nhà. Làm có học, có nghề nghiệp thì làm nhiều tiền. Cái này là tự mình lái được rồi ha, nó có lái lên lái luôn ha. Tự thì có nghề nghiệp thì làm được nhiều tiền, không có nghề nghiệp thì làm ít tiền. Chứ là người trẻ mới ra thì đâu có nhiều tiền, thì họ ở mấy cái này đó họ để dành tiền để có tiền họ đặt cọc.
Còn người nào mà hên á, thì là có cha mẹ cho mượn tiền đặt cọc để mua nhà. Ở đâu cũng vậy bạn ơi, mới bước ra đời thì ai cũng cũng tốn tiền, rồi sau này về già lại sẽ tốn tiền, tại về già không ai muốn làm nữa. Cái xe này tự mình lái được ha, có xe đã, cái này cũng lại là có cũng xe lái được ha. Thì mình phải già tiền hưu thì cũng ít ỏi, không có trả không được tiền nhiều. Thank you.